Bây giờ thì mẹ Mai sẽ hướng dẫn cho mẹ Hổ làm chả trứng mà ăn với bún riêu nha cả nhà. Thì thường thường nó sẽ là chả cua, nhưng mà mình không có cua thì mình thay chả trứng cũng không sao. Đường nữa, thêm muỗng nữa, đường thêm hai muỗng rồi, muỗng nữa đây, ba muỗng rồi, ok đây đó, chị thêm xem muỗng này nữa đây, muỗng này rồi, rồi xong cái mẹ quậy lên làm cho anh yêu ăn nha mẹ, nhớ nha. Cố lên. Mẹ nói đây, anh yêu, anh yêu chờ em chút xíu muối nghe chị thôi, chút xíu muối. Mẹ nói đi, anh yêu chờ em. Anh yêu chờ em. Anh yêu chờ em để em học em làm cho anh ăn. Mẹ nói đi, mẹ nói đi. Anh yêu chờ em. Củ hành nè chị Xu. Rồi, bỏ hành tím vô, hành tím bầm. Đúng rồi, coi chừng nước tay nha mẹ. Làm khó lắm. Bỏ vô, bỏ vô. Cái này tại không có cua á, mình thay thế. Đó. Rồi, hấp. Có đi lôi mẹ. Hấp lên mẹ, hấp lên mẹ. Nắp đậy lên. Em thì hiện tại là cũng đã làm xong cái rau muống bào nha cả nhà. Do là cái cây dao bào nó bị lục á, trên bào cũng khó, thì cộng rau muống nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà cũng gì cũng được rồi, gì ăn cũng được rồi. Ăn bún riêu là phải có ớt này. Ngon lắm. Đậu ơi. À, giá. Đó, đầy đủ nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, nước mắm Phú Quốc nổi tiếng với Phú Quốc nha cả nhà. À, ăn với mắm luốc nè cả nhà, đây là mắm luốc gì đem từ Phú Quốc qua luôn. Mắm luốc này sao vậy? Xào rồi, cái này là xào rồi, sơ chế rồi cả nhà. Vãi rồi. Thấy người mẹ, thấy mình đấy, nóng. Nóng con không? Đỏ. Hai đứa soi lên nó thấm cái màu đỏ đỏ vô nè. Chưa khử vòng tròn á, nó rồi. Quá ngon quá, hai chị Xui hợp tác làm cái nồi cái bún riêu này biết làm sao nữa. Được, đẹp rồi, ok rồi. Rồi, được rồi. Rồi vô mẹ. Ồ, ok, xong. Rồi, để đi hồi đó nó sôi lên nó thấm vô. Xong rồi đó mẹ. Xong rồi đó. Mẹ. Ok chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Thiếu gì, thiếu gì mẹ, thiếu gì? Thiếu đường. Thiếu đường. Anh hát hộp nữa, nếu người thấy đi du lịch ở Việt Nam đúng không, là ở đây cắt ớt luôn hả? Cắn ớt. Cắn ớt và chấm nước mắm nữa hả? Nhưng mà người ta không biết đâu, nước mắm của người Việt Nam là ngon quá trời luôn. Nếu mà người ta không biết. Nếu mình không chấm cái nó là mình chưa có tới Việt Nam và mình không có biết ăn đồ ăn của Việt Nam. Đúng món rồi. Món ăn của Việt Nam 100% đâu. Đúng rồi, đồ ăn Việt Nam 100% là gì? Là có nước mắm. Ăn chan lên chanh ớt ngon lắm. Nếu muốn 100% nữa cả nhà lấy chồng Việt Nam là sẽ biết hết là cách ăn như thế nào, cách ăn đúng đúng là như thế nào. Trời ơi, giới thiệu người ta đi lấy chồng Việt Nam. Nếu tôi nói lúc tôi chia sẻ với bạn ở Thái Lan đúng không? Bạn giới thiệu mẹ hả? Giới thiệu mẹ. Mẹ không em miệng đâu. Mẹ mẹ không thích ăn cái chấm nhiều đâu. Cảm ơn con giới thiệu mẹ. Cảm ơn con giới thiệu. Đi đâu đi chạy. Cái màu lên ngon lắm cả nhà. Ít hả, đậm nãy nhiều. Cái nồi nấu cho bao nhiêu người ăn mẹ? Khoảng bao nhiêu người ăn? Cỡ 20 người ăn. 20 người ăn là đủ rồi. Mình là 5 người rồi, bà ngoại với mấy đứa trẻ nữa là ok rồi. Ok. À, một xíu nữa gia đình Duy Nan sẽ đến nhà bà ngoại và sau đó sẽ bày biện ra mời bà ngoại ăn cùng như là mấy đứa trẻ hoặc là chị Năm Tan ăn thử cái món bún riêu Việt Nam của mình nha cả nhà. Dạ, hẹn gặp lại ở trên trường nha. Để xem thử là bà ngoại cùng mấy đứa trẻ và chị Năm Tan sẽ nói gì về bún riêu Việt Nam mình. Tỉnh chưa mẹ? Chưa. Sao mình khai cun dai? Sao lại khai cun dai? À, nếu cô mẹ
nghe con lúc bà mày biết mà. Ok, qua đi. Nói gì mẹ không biết. Hả? Ai hỏi mẹ gì mẹ không biết. Đây mà. Có mua sữa cho bà ngoại á cả nhà, mua sữa Ensure cho bà ngoại hai hộp. Cái này là bánh, giờ cái này. Có đâu đói đâu. Chờ ăn bún riêu luôn chứ thèm nãy giờ. Con dây xe bay mấy khắp? Xe bay đi kha. Mỗi mấy xe bay hả? Xe bay đi. Xong tại hàn. Luộc phật, luộc khá phút. Trồng bắp, trồng rau. Phật, tạch phật. Rồi, quà ní để lúc hay dài kim chim đu hai Việt Nam đó. Mì léo, mấy con hả? Bún riêu. Bún riêu. Bún riêu. Bún riêu. Hôm nay. Bà ngoại ăn. Bà ngoại. Ăn. Bún riêu. Rồi, con dài này còn dài đó. Tối là bà ngoại ngủ ở đây luôn. Quen rồi. Mà lạnh thì bà ngoại, nói chung bà ngoại quen rồi, ngủ rất thoải mái. Là mẹ thấy mẹ bà ngoại về nguyên cái bếp đây luôn nè, cái lò đây nè, có ngủ đây nấu ăn đây luôn. Ngoại thích vậy đó, khỏe, ngồi ngủ, nói chung ngủ đây khỏe, không có gì. Ủa mẹ ổ bị gì? Bị gió hả? Dầu lấy dầu chưa, có dầu không? Lấy đưa cho mẹ ổ ra. Ơi. Chút thôi. Ở đây nè, tại đây nè nó mạnh lắm. Chút thôi. Xài chút không biết xài nè. Hết chịu nhiều. Hồi nãy mày ngủ trên xe quẹo cổ quanh quên nè, bây giờ bị đau cổ nè. Mẹ ngủ không có no. Mẹ ngủ không có no ngủ. Mẹ ngủ không có no ngủ, ngủ không có đủ á. Trời ơi. Ăn vô mạnh lên. Nè, được bà bá, bẻ cổ cốc rồi đó. Rồi, chuẩn bị cho nhà nghe em thanh rập nha. Không nghe nha. Chưa nghe nha. Nè nè, nghe tăng. Nghe tăng. Nghe tăng. Rồi dưới cái đít quần con luôn. Quá trời ơi. Ôi giời, nó nghe kìa, nghe cái lột cái luôn. Giờ xong em, giờ em bị rách quần luôn hả? Trời ơi, bị rách quần luôn rồi. Ngồi dưới đây nè, đứng vậy nè, nó dướng cái này nè, dướng đinh nè. Trời ơi. Rồi nãy mẹ bẻ, mẹ ổ nghe cái lột cái đã. Dướng đinh đó. Đàn. 1, 2, 3. Của tôi đấy anh nhỉ. Đây, qua đây. Mình bẻ nhau. Thả lỏng. Cầm này chắc lên. Nó nghe khớp cái gì hả? 1 tô, 2 tô, bà ngoại 3, 4, 5, 6, 6 tô. Anh yêu, Mi Tăng nói bên kia nè, Mi Tăng nói. Nói gì? Tại sao không có ai quan tâm tôi nha? Bún riêu con dai, bún riêu. Bún riêu. Con dai bọt quá, bún riêu ngon lắm. Bún leo rồi lắm. Ngon lắm. Hòn lắm. Tôi muốn ăn. Bún riêu. Đây mẹ. Này, này của con. Tô này của con. Đi này của anh đi. Cái tô này của anh đi. Không. Con ăn thao đi. Ăn thao đi cho nó nhiều. Đúng rồi. Bên này lấy vô ăn thao đó. À, này của gì nha cả nhà. Không tầm nè. Bỏ rau vô em, bỏ rau vô từng tô. Trụng bé nào đâu biết trụng đâu, đổi ăn đi. Thì ý mẹ nói là ở trụng nó có bỏ là. Đúng rồi. Ăn cần rồi mẹ ơi. Ăn rành rồi ha. Con thấy khúc này ở Việt Nam nhiều quá. Nhưng mà lỡ tay rồi. Lỡ tay rồi chưa? Ok nha. Rồi giá vô cho anh. Giá vô. Út Huy hôm nay không có tham gia cho nhà. Út Huy bị thất bại rồi cả nhà. Bại trận rồi. Cái này. Rồi đó, rồi ra muốn cho anh. Ra muốn. Để chút xíu. Nước chưa sôi chưa, mình ai chưa ấy được đâu, loại sẵn đây. Rồi ra muốn nữa. Hả? Chị mấy. Muốn nhiều vô anh muốn nhiều. Bắp chuối nữa. Ăn giống heo. Ăn giống heo. Con cùng nuôi á gì giống heo mà. Nữa, bắp chuối nữa em. Bỏ hết này luôn. Rồi đó. Rồi ra muốn vô. Muốn ít vậy. Nó
cái tao của anh ấy đâu nhiều, nhìn thấy nhiều ha. Rồi đó. Ăn treo ấy em yêu còn được. Ăn chung với em yêu hả? À? Ừ. À, không có đó con bỏ vô trước đi. Sao tròn tròn em? Sao tròn á? Bỏ vô đây ạ. Ờ bỏ vô đó luôn đi. Bỏ vô trong nồi á con. Ừ. Đây trút trút cái. Không phải cái này. Sao mà cái da múc bún riêu cho kỳ vậy? Có mi. Kìa, ở đâu à? Mẹ thấy có cái da bự mà. Mẹ anh em mi mẹ. Anh lấy chôn tắt chôn nhé. Chôn tắt. Cái da múc bún riêu này hình như để nhà rồi, không đem theo. Có mà. Tôi lấy theo mà. Lấy theo để đâu? Anh lẹ, anh lẹ. Cái này múc biết nào mới đầy cái tô. Ông mày mỉm khen đi ạ. Bà ngoại có không? Cái này bỏ vô luôn á. Ờ bỏ vô luôn đi em ơi. Khỏi trụng khỏi chiếc gì chứ. Lâu lắm. Ôi con trụng chiếc chút mà. Mì gói khỏi trụng còn bún thì trụng. Trụng chung luôn á. Trụng không sao mà. Búp búp nó có liền đi. Ờ. Em làm đi trụng đi, em trụng đi. Trụng đi, trụng xong rồi tương lai tôi biết trụng mà, trụng tôi trụng bán luôn. Ờ trụng bán đi. Theo xe tâm đi mày. Cái gì? Nói gì vậy? Mì tăng muốn nói chuyện chung nha. Gì hả? Mì tăng. Ôi làm nước chấm em ơi, làm nước chấm. Làm đây làm nước chấm. Nước tương, nước mắm, mắm ruốc ở đâu ra đây là nước chấm. Nè, nước tương. Mắm ruốc. Cần thằng đó mẹ làm. Con ăn mì gói, con ăn nước. Không sao mẹ ơi. Ớt. Vì ăn mì gói ăn nước tương nha cả nhà. Ớt tương. Ô, bột quá. Hay ra quăng đi. Bên này bên đây. Thái vừa đó thì xài nó phải. Nó phải đâu mới lên. Mẹ xoay rồi mẹ ơi. Giờ em trụng đi em. Tắt. Nhà bà ngoại có trồng cây tắc nha cả nhà. Bẻ chắc cha dắt vô. Ôi ui nó ngon. Nữa má. Anh đi. Trúng một lần hả? Xong rồi có lấy gì nữa? Lấy lao đúng không mẹ? Dạ mẹ lấy lao đúng không? Ờ bỏ rau vô. Giá rau bắp chuối rồi vô. Để mấy cái lá quế lên trên mặt. Lá quế lên trên mặt. Ừ. Rồi mắm ruốc này, cái này là con ăn nha. Ai ăn thì ăn nha, ăn. Về con múc nước bỏ vô, bỏ đậu phụ, bỏ giò heo. À, bỏ huyết. Mẹ ơi. Khó rồi. Mẹ ổn. Ôi nó ngon. Cái này hả mẹ? Sắn đó ra con, sắn ra một cục ấy để vô. Nó ai ăn là lấy. Con làm nước chấm của con thôi, đừng làm theo con. Quyết chưa con? Quyết. Con chưa thấy quyết nè mẹ. Dạ heo. Đó. Nha. Quyết đó. Bọc cục à mẹ? Bọc cũng được. Bọc hai cục gì cũng được. Lá. Con lấy lá quế. Chị ra ngoài bỏ thêm lá hai lá nữa đi. Dạ cái này được rồi đúng không mẹ? Ừ. Con giò heo có ít quá thì bỏ thêm cục nữa. Ngon quá em ơi. Rồi. Quá trời tới cái tô của anh để sau cùng đi để em làm cho bà ngoại với mẹ với mẹ ổ chứ đi. Ngon quá. Thấy chuyện ngày sang táo lắm mới được. Cô bán cho con tô nha cô. Cô tên gì cô? Cô tên gì? Đang chăm chú vô nó mở chuông rồi luôn. Mọi nhỏ quắc luôn rồi kìa. Tập trung làm mọi nhỏ quắc rồi kìa. Đừng có nói chuyện với cô nhiều, cô đang bán nhiều điện nước miếng chùi rú sồ đồ. Trời nước miếng chảy ra ngậm lên kìa. Đúng rồi. Phan con phan hả bỏ lá quế để rồi con bỏ sao lên nó gì nó đẹp hơn phải không? Ok. Đừng bỏ cái này của ai vậy? Tôi này của ai vậy? Của bà ngoại đi, cho ngoại ăn. Cho ngoại nha, từ từ. Bà ngoại. Nè, cái tô bà ngoại nè, cái này cái nó cho mẹ. Ồ đi. Ờ cái này mẹ ổ không? Rồi mẹ ổ. Này mẹ ổ nè. Hấp dẫn. Nè mẹ ăn ớt là dầm nha mẹ. Nãy từ nãy. Nhắn ní đây. Ờ. Bây giờ tin ní. Bà ngoại sờ khúc nó thôi. Bà ngoại sờ ăn. Cô giá không giấy? Mắm ruốc, mắm ruốc bỏ vô, mắm ruốc bỏ vô. Hả? Đây mắm ruốc. Cá pì ha. Mắm ruốc. Mắm ruốc cứ cá pì ha. Nè chứ hả? Mắm thịt nó. Không mấy phẹt, mấy phẹt. Không cay. Này mắm ruốc không cay. Bà ngoại làm cho tan ra. Rau ní, khôn. Rồi, nắm âu gặp nắm, âu nắm. Nám anh là vậy nè nó. Trời. Rồi. À tô bún riêu Việt Nam nè cả nhà. Quá ngon. Cái này tay mình để màu lận. Không em ơi. Anh đây. Mời cả nhà bà ngoại. À.
anh lấy. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ăn bún riêu. Ăn bún riêu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 1 2 3. Mời cả nhà ăn bún riêu chung. Chung chung chung. Rồi, ăn đi. Rồi coi coi. Có già không? Ô con ơi, rớt tên rồi. Sao mẹ, sao mẹ? Ok mấy mẹ. Ok ok. Ok ha. Mời cả nhà ăn bún riêu. Bún cái già bún riêu. Đúng rồi. Mời cả nhà ăn bún riêu. Mời cái già ăn bún riêu. Mời cái già ăn bún riêu. Mời cái già. Cái già ăn ăn bún bún riêu. Riêu. Rồi chẹp co luôn. Đau họng rồi. Đau họng luôn. Dạ hướng dẫn bà ngoại nói đau họng luôn. Con già này đi nè. Nhìn đi nè. À, con dây con lên, con lên. Nè, cái này của ai em? Cái này của ai? Chị Lâm Tan hả? Nè, chị Lâm Tan, Mỹ Lâm Tan gấp. Mỹ Tăng, Lâm Tan. Ai? Đây, anh ấy, anh ấy. Con, Mỹ Lâm Tan, con đang. Anh ấy, mâm ruốc, ớt, brick, brick. Đây, bấm nâng. Ok. Năm brick, năm brick Việt Nam. Con. Còn muỗng không con? Ừ. Kinh lên. Đũa chị Năm Tan. À rồi chín. Ngon lắm, thiệt. Anh ấy mượn copy tí. Có nặng tắt chưa chưa? Rồi. Rồi đó, mẹ đừng nha. Chưa ai? Của mẹ hả? Ok. Chị Năm Tan bối rối cả nhà. Chị Năm Tan đang bối rối là không biết ăn cái món này. Em Tan. Con. Dạ ngay, con đuôi canh. Chai, bẹm ní. Đó. Con mạc. Kinh cặp biết ná. À rồi mắc lên, chiên. Phẹt, à rồi mắc lên. Mấy phẹt thấy phẹt, tại quá kim cặp rít. Anh ấy cày cặp mũ sập. Cái này là thịt heo với trứng. Ba chưa nào ba vậy. Mình có mình luôn tuông là tại thầy khuyên. Sao mày xảy anh ấy ăn rồi qua mấy. À mày xảy anh ấy rồi nè. Chiên. Mình mỉm cười. Nhìn mỉm mỉm đi. Đi em làm bảo quá mời cả nhà ăn chung. Mời cả nhà ăn chung. Mời cả nhà ăn chung. Kinh lên, mời cả nhà ăn chung. Vừa rồi. Rồi mẹ. Mời cả nhà ăn bún riêu nha cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn bún riêu nha. Ô, nè đó chị. Nè. Nè. Ngon. Thím. Thím lang tôi kêu qua. Sao mẹ? Ngon không? Vừa ăn rồi chưa? Mẹ ổ ok mấy mẹ. Vừa ăn chưa mẹ? Nè, ôi trời ơi mẹ biết ăn cái này nè, mẹ ăn hết ớt luôn rồi. Hết ớt luôn rồi. Mi vớ, đây ní. Nè, ní nè. Thích bẹp ní. Mấy ông hả? Con dai kinh biết mấy? Ăn ớt không con dai? Mời cả nhà ăn chung. Bà ngoại chưa? Bà ngoại. Mời cả nhà ăn chung. Đó. Cô gia lúc xịt cho nghe khắp. Bà ngoại thấy thế nào bà ngoại? Ngon. Hơn. Ngon. Hơn. Ngon. Ngon chiên chiên. Ngon chiên chiên. Thiệt hả? Ngon thiệt. Ngon thiệt. Ngon thiệt. Sao mặt ngon thiệt sao mặt bà ngoại miễn cưỡng vậy ta? Nước hả? Trời ơi, Mỹ Tăng đem nước lại cho cô ổ rồi cho mẹ Mai nữa. Quá trời là giỏi luôn. Của chồng. Của chồng đâu? Trời của chồng nhìn quá trời hấp dẫn ha. Trời ơi nhìn kìa của Di nè cả nhà. Quá trời ngon rồi. Muỗng, ăn cái muỗng này nha cả nhà. Quá ngon, húp miếng coi. Quá ngon rồi. Ngon. Này của con nè, này đây cái con. Rồi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì đây là cái tô của Di nha cả nhà, cái thau với cái tô. Hả? Mẹ. Kim một đó. Kim một.
con thèm lắm. Nằm mơ cũng thấy bún riêu nữa. Mời cả nhà ăn chung. Chung hả? Ăn bao nhiêu? Tàu hũ. Cái loại hải nhỉ. Mấy con thử xem được không? Hả? Con được ăn món thử xem được. Ừ. Ôi ngon quá cả nhà ơi. Được thịt không hả? Anh coi. Nhiều anh lục dịp ra đi đi. Mẹ Mai nè, tô mẹ Mai vẫn còn nha cả nhà, nhưng mà tô mẹ ổi thì gần hết rồi. Mẹ ăn nữa không? Ăn nữa không mẹ? No rồi hả? À mẹ ăn đi, mẹ ngủ nha cả nhà. Tại vì mẹ ổ đang bệnh á, đang yếu người rồi. Bà ngoại thì như là cũng hết luôn rồi, còn Quyết với tàu hũ. Bên anh đang làm cho mấy đứa nhóc ăn nè. Ăn cho mấy cháu. Cho mấy cháu ăn. Ok, mấy bên chúng ta. Cặp kinh gặp biết nè. Lúc kinh đi mấy. À, ớt bột. Chị Nam Tan là thích ăn ớt bột nha cả nhà, chứ ớt trái không dám ăn. Kia gặp ní nó. Âu lê, âu ní. Kìn. À, mấy phẹt. Chị Nam Tan bỏ ớt bột vô ăn mới ngon, chứ không biết ăn ớt trái cả nhà. Kim. Đi qua hả? Mà âu lê. Để bị Kim gặp bớt mà đi. Anh ấy mấy phẹt nó. Anh ấy mấy phẹt nó. Chiên chiên. Chị Nam Tan nói cái này ăn với xoài ăn ngon. Lúc ăn nấm nấm ấm ấm nghe ngon á. Mẹ kinh đâu bụng lên à. Mẹ ăn hết danh hết danh. Mẹ mệt, mẹ mệt mẹ bệnh đó. Con rồi gian mấy kinh lại. Gì vậy chưa? Từ sáng tới giờ gì chưa ăn gì luôn á cả nhà. Bây giờ là 1-2 giờ chiều rồi. Anh Duy chợ ăn món hàm. Chờ Duy chợ ăn bún riêu này Duy nhịn tới giờ luôn á. Ôi má, má ăn cho bên này ăn nha. Sau này mà em muốn ăn là anh nấu được. Thầm ơi. Cái này cũng dễ nấu chứ không khó nấu. Mẹ ổ biết nấu luôn rồi kìa. Mẹ ổ nhớ rồi nè. Mẹ tham bên đó ha. Mẹ nhớ. Con tham bên đó nè. Con bên anh một mình là không biết. Con bên anh một mình là không biết nấu hả? Ở bên Thái Lan á, mấy cái giò heo này nó chặt sẵn hết trơn rồi. Bởi vì mình về cái ăn cũng dễ. Đảo mà cái mấy con đảo quá trời, buồn ngủ vậy. Đúng rồi, no rồi, buồn ngủ quá trời. Buồn ngủ quá nha. Gió ngồi đây ăn gió thổi á nó mát. Bé nên ăn tiếp. Ăn tiếp hả? Chưa no hả? Dạ. Trời ơi. Mọi người ơi, có ai ăn tiếp không? Không có ăn đâu, của mình anh với em ăn nhiều nhất á. Chuyện gì má? Mẹ ồ ăn tô. Tô to. Ủa, bên chúng ta ghi mọi lẽ hả? Chúng ta ghi mọi lẽ hả? À, trời ơi, chị chúng ta ăn hết nha cả nhà. Còn nhóc này lúc sẽ cho nghe nó. Ok mấy? Ok mấy? Ok hả? Sao ăn sao mà cảm thấy nó ăn mà nó gấp từng đũa thấy nặng nề vậy? Im vậy? Nóng? Im vậy? Lưu sự vậy nghe? À rồi hả? Ai cũng nói ngon ngon sao miễn cưỡng cái gì ta? Lưu sự, bú chiên chiên lên, lưu sự vậy ngay chiên. Lung tung là gì? À giống như hủ tiếu Việt Nam của Thái Lan á nhà.
Tại riêng đi có thầy biết như á. Phim mẹ ổ có ăn rồi. Giờ mẹ ổ biết cách làm sao ăn cho nó vừa miệng. Cho ngon. Còn mấy người này là không biết ăn. Ăn thành ra không có biết làm sao cho nó vừa miệng. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dám nhớ tôi giới thiệu mẹ Mai ăn tôm tăm của tôi. Mẹ Mai bắt đầu cứ thớt, anh đi ăn gì. Đúng không mẹ? À đúng rồi, đúng rồi. À, chị nắm ta nói là cái đậu hũ này là phải chiên thì đúng rồi đó cả nhà, nhưng mà tại vì hôm nay là gấp quá cho nên là không có chiên nha cả nhà, chứ thường thường là nóng bún riêu là mẹ Mai sẽ chiên cái này nè. Chị nắm ta với mọi người ở đây á, trừ mẹ ổ với bé Nan ra thì không biết ăn cho nên là sẽ ăn lạc lẽo vậy đó, chứ thường thường người ta sẽ vắt chanh nè, bỏ ớt nè, bỏ mắm ruốc vô ta quậy lên ta ăn mới ngon, và kèm theo là nước chấm, có nghĩa là nước mắm cay nha cả nhà. Bé Nan thì ăn tô hai nha cả nhà. Giữa Việt Nam rồi. Trời ơi. Cái giữa hả? Con dâu. Tôi là con dâu Việt Nam rồi, tôi biết là ăn cách ngon ngon. Dạ, cách ngon ngon, cách ăn sao? Ăn như thế nào chỉ cho mọi người đi. Xong rồi bỏ miệng thôi kìa. Dạ. Ăn bỏ miệng à? Đâu? Bỏ miệng của mình thôi, đừng có bị bỏ miệng của người khác là mình là sẽ biết ngon. Trời ơi, cái nhà bên này đang biết ăn lắm đó nhà. Đó kìa ăn kìa. Trời ơi. Biết ăn. Biết múp như thế nào cho mình lấy nhiều nhiều trứng thạch bầm, nhiều nhiều huyết, nhiều gì mình biết rồi, mình nó làm như thế nào cả nhà, cho mình là trưng bị một cái tô của mình. Em hơi mập vậy nha. Hơi mập vậy nha. Không có quan tâm. Không có quan tâm. Có chồng yêu rồi. Có chồng yêu rồi đúng không? Đúng rồi. Quá ngon cả nhà. Mời cái già ăn chung với bên anh. Quá ngon cả nhà, trời ơi kìa. Quá trời đã rồi. Ồ, ăn rồi, trời ơi. Ok cả già ơi, hôm nay rất là xịn. Bún riêu rồi cả già ơi. Xịn bún riêu rồi. Ăn. Xịn bún riêu rồi cả nhà. Hai vợ chồng xịn bún riêu luôn cả già. Nè, nè. Nè, 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 mọi người, mọi người, nếu mệt mỏi, nếu mệt mỏi, mệt mỏi gì á? Mệt thấy bà luôn. Nếu mệt thấy bà, nếu mệt thấy bà. Thấy bà là thấy bà ngoại đó. Thấy tôi luôn á, thấy tôi luôn. Mệt thấy tôi. Nếu mệt thấy tôi, nếu mệt thấy tôi, đừng có quên. Đừng có quên. Được. Đừng có quên. Đi vô, đi vô. Ở Shopee. Ở Shopee. Hẩm hảo. Hẩm hảo. Gia đình. Gia đình. Cô Dư Ní Xã. Cô Dư Ní Xã. Có giàu dạng. Có giàu dạng. Hết. Hết. Đau nhất. Hết đau dứt. Hết đau dứt. Hết. Hết nhìn tôi. Hết nhìn tôi. Hết thấy tôi. Hết thấy tôi. Hết thấy tôi. Thường thường người ta nói là đau thấy bà nội, thấy bà ngoại đó, là thấy bà ngoại đó. Đúng thấy rồi, tôi đấy, đó. Nếu ai xài cái này cái già là bà ngoại là muốn nói là hết thấy tôi là hết thấy bà nội là khỏe rồi. Hết rồi, bà ngoại nói khỏe là hết thấy tôi là hết thấy bà nội. Mạnh mẽ nữa cái già ơi. Rồi. Cáo gì đó tào lao ấy. Trời ơi, ai viết cái này cho mình bằng con. Dầu, mua là dầu này đi là tốt cho nhiều sức khỏe. Vui vẻ, hạnh phúc đi. À, nếu mình hết bởi mình cũng vui vẻ với gia đình được. Nè cả già ơi, mẹ đừng cần tạm biệt với bà ngoại đi về rồi cả già. Nếu mà về là thường thường là có bà ngoại thích tặng cái gì cho mình nè, đi về cho lấy ăn có. Cái gì nó bí đào à mẹ? Bí đào, bí đào. Bí đào. Là muốn bí đào với đậu phộng. Ớt. Ớt nữa nè. Đũa đũa. Nhiều quá. Đó. Đậu phộng quá trời luôn nè cả nhà. Đậu phộng. Đậu phộng. Đậu phộng nè. Cây đậu phộng nè. Bà ngoại. Bà ngoại trồng nhóc luôn. Ủa vậy là trong đây là cây đậu phộng không hả mẹ? Đậu phộng dài tới nó luôn. Dài tới nó kia luôn à? Đúng rồi. Quá trời luôn. Đây nè. Trong đây còn nhiều lắm. Giờ anh mới biết cái này cây đậu phộng nè. Bây giờ anh mới biết cái này là cây đậu phộng nè trời. Đậu phộng là ngộ nằm xuống dưới cả già ơi, không phải thử ở bên kia đâu. Nằm xuống thôi. Đúng rồi, nằm xuống rồi đó. Thì mình lá, làm đất cho mình tốt nữa, lá, có nhiều này nữa. Năm kia thì đưa mình để lên. Để
nhìn thấy ham ha. Bà ngoại trả nhiều á. Quá trời luôn. Ok chị già ơi, hôm nay bà Na cảm ơn quý cô chú anh chị đã có lấy thời gian bác quan trọng của quý cô chú anh chị đã có coi và hồng hào kinh bà Na Thái Lan. Hôm nay bà Na mới gia đình đi trước là chị già. Bye bye. Bye bye cả nhà, tạm biệt cả nhà. Bye bye con giang, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.